Đêm 25 tháng 10, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh làm việc với cảnh sát Anh, xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân trong vụ phát hiện 39 thi thể trong xe container tại Essex, Anh. Theo Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tiếp tục theo dõi sát tình hình, thúc đẩy quá trình xác nhận danh tính nạn nhân và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam. Quá trình xác minh quốc tịch của các nạn nhân đang diễn ra với nhiều thông tin trái chiều. Trước đó, ngày 24 tháng 10, cảnh sát Anh tuyên bố 39 thi thể trong xe container phát hiện tại Essex là người Trung Quốc. Sáng 26 tháng 10, ông Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Ngàn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết, vào ngày 25 tháng 10, ông Phạm Văn Thìn, 55 tuổi, trú tại khối 7 thị trấn Ngàn, lên Ủy ban Nhân dân thị trấn làm giấy xác nhận nhân thân để gửi sang nước Anh nhờ người nhận dạng vì nghi ngờ con gái ông là chị Phạm Thị Trà My, 26 tuổi, nằm trong số 39 nạn nhân tử vong trong thùng xe container tại Essex, Anh. Thì đơn trình bày đó là thứ nhất họ muốn được sự xác nhận nhân thân để họ làm cái bằng chứng gửi sang bên kia. Dạ. Yeah. Gửi sang bên kia, sang bên chỗ Vương Quốc Anh. Dạ. Yeah. Họ xác minh cái chứng chắn đấy. Dạ. Yeah. Ở trường hợp về ảnh thì hiện tại chính xác. Dạ. Còn trách nhiệm địa phương thì còn nghĩa là về phối hợp với gia đình. Còn yeah. Sáu cầu đơn anh đã báo đến phòng lâu trong xã hội huyện qua ủy ban huyện. Dạ. Rồi gửi lời trách nhiệm báo cho sở với các phòng ngoại vụ. Trong giấy xin xác nhận nhân thân, ông Thìn viết: con gái tôi xuất phát từ Việt Nam vào ngày 3 tháng 10 năm 2019 sang Trung Quốc, Pháp và Anh. Có khả năng con gái Phạm Thị Trà My là một trong số 39 nạn nhân chết trong xe container ở khu công nghiệp Waterclay, thị trấn Cray, Vương quốc Anh. Theo ông Hùng, vợ chồng ông Thìn sinh được 3 người con, chị My là con út. Sau khi học xong cấp 3, chị My đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Sau 3 năm sang xứ người làm thuê, chị My vừa trở về nhà được khoảng 3 tháng rồi lại tiếp tục làm giấy tờ để sang Anh. Ông Hồ Quang Minh, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh cho hay, hiện sở này đang phối hợp với Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao xác minh hai người ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, nghi nằm trong số 39 nạn nhân tử vong trong thùng xe container ở Anh.